Đây mọi người có thể thấy đấy, không gian rất là đẹp. Đây, các vòi nước phun rất đẹp này mọi người. Đây, ở đây mình thấy có các cái bãi cỏ rất là đẹp. Mọi người thỏa sức là check in. Đây là ra vị trí này là có một cái trò chơi tập thể rất là vui. Đây, chỗ này là cái bãi tắm thứ ba mà hôm trước mình đứng ở bên bờ kia, xa xa kia mình đã review ấy mọi người. Trò chơi rất là vui nhộn. Vẫn là bài chút đông người. Tôi nào đây, không kéo lưới, bóng mà rơi xuống này chắc là thua. Thua rất là căng thẳng kịch tính. Và xin được mời tất cả các thành viên của Amat chúng ta cùng trở lại chiếc máy tôm ạ. Bây giờ chúng ta cùng trở lại vị trí giữa sân khấu đấy ạ. Như lúc ban đầu, cởi hết những chiếc áo màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng đấy ạ. Để chúng ta trở lại với ngôi nhà chung của Amat. Và với tinh thần đoàn kết, gắn kết ạ. Chúng ta cùng nhau vượt qua những thử thách. Như đây là một điều vô cùng tuyệt vời chúng tôi đã được đón xem. Rồi xin mời các thành viên anh chị ơi. Nhạc to lên ạ. Nào chúng ta cầm áo trong tay ạ. Chúng ta đứng về trước máy tôm vào để chúng ta cùng với áo. Ra bên sữa, bên sữa đấy ạ. Anh chị ơi. Hey, 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 hey. Đâu nào là chỗ nào? Máu như nào là máu như nào? Rồi, chúng ta tất cả thành viên anh chị ơi, trở về vị trí bên dưới này đi ạ. Trở về dưới đi ạ. Trở về dưới ạ. Dưới áo đây nào, dưới áo đây nào. Quay áo nào, nhạc bóng lên, nhạc sĩ Vinh bóng lên. Hey, hey, hey. Rồi xin mời đội các đội sẽ chuẩn bị nhận lên phần thưởng của chương trình Team Building các giải thưởng ạ. Và đội lập tự tin đội mình giải nhất sẽ tới và sẽ máu lửa. Rồi team xa xa kia mình thấy là có một cái dù lượn đấy mọi người.
rồ lụa rất là đẹp. Rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Ok ạ. Đó tuyệt vời. Rồi bây giờ xin cảm ơn tất cả các thành viên của Hamas và chúng ta đã cùng nhau vượt qua thử thách chương trình Team Building ngày hôm nay và sẽ là đến phần đánh giá kết quả của chương trình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ sẽ ban lãnh đạo sẽ xanh nở xanh yếu quá xanh đâu ạ. Vâng, theo đánh giá kết quả thì chúng ta sẽ được công bố kết quả như sau. Chúng ta sẽ trao giải nhất. Xong. Chúng ta sẽ trao giải ba trước. À, xin được mời hai đội giải ba sẽ cùng lên sân khấu ạ. Cộng số điểm nhau. Xin mời đội team màu vàng và team màu xanh có cộng số điểm là 800 điểm. Xin mời hai, xin mời vàng và xanh ạ. Mỗi đội xem một bên ạ. Vàng bên này, xanh bên kia ạ. Cùng số điểm với nhau ạ. Vàng bên này, xanh bên kia ạ. Okay. Mặc áo đi ạ, còn áo sau lưng đi ạ. Chúng ta mặc áo vào đi ạ. Vâng. Rất là đẹp nha. Đấy ạ. Vâng, đây là hai đội đã có số điểm bằng nhau. Và đạt giải 3 của chương trình ngày hôm nay. Được trân trọng kính mời ban lãnh đạo của Hamas sẽ trao đồng giải 3. Vâng, và cả hai đội chúng ta cùng nhận giải 3 ạ. Thank you.
Và xin được chúc mừng đội bóng cam với thành tích 900 điểm đã về giải nhì của chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời lãnh đạo của Amat sẽ cùng lên trao giải nhì cho team 1. Lúc nãy trong cả một buổi chiều mình cũng đã tranh thủ review cũng tương đối chi tiết về cái khu chơi giải trí đảo dều Vinpearl Hạ Long. Đến đây là mình cũng xin phép mình dừng video tại đây. Mình hẹn mọi người trong các tập tiếp theo nhé. Để mọi người hãy ủng hộ mình, đăng ký và chia sẻ giúp mình để mình có thêm động lực nhé. Chào mọi người.